Hello cả nhà, buổi sáng. Sáng đang ăn sáng ở Victoria. Bữa nay là làm biến đi ra ngoài vậy nha, ngồi trong. Bữa nay là ngồi trong ăn sáng và ăn phở nha. Hello mấy tình yêu. Sáng ăn phở không? Phở ngon phải không? Ngon. Sáng ăn phở, phở đây ngon nè. Đây. Phở với khoai ngò gai nè. Sáng là ăn phở nha, mời cả nhà. Bò. Có phở gà nữa nha. Có phở gà mà mình nấu người ta trước, ta làm sẵn cho mình. Đi lấy muỗng. Bữa nay đang làm cà phê sữa nóng nha. Để uống sữa lạnh rồi. Bữa nay đang uống quy hương nha, uống cà phê. Cà phê với trà. Pha quy hương uống. Đây là cà phê. Bên đây là trà. Cho nó lại thành đi ưng đi. Đây làm phà huy ưng nha, giữa cà phê và trà. Còn anh Liêm, tìm cà phê sữa đá chí yêu rồi thôi. Lan mời cả nhà ăn phở nha. Đây Lan lấy bánh gì ta, bánh đúc, bánh đúc mặn. Lần lấy bánh đúc mặn ăn với chả nha. Cái này nước mắm, giá với leo bằm. Còn này salad với sốt lên bên đây. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn. Salad với bánh đúc mặn nha. Giá thôi. Bánh đúc mặn vô. Đang bánh đúc mặn và bánh đúc mặn. Bánh đúc mặn mặn chung với chả lụa. Mà giá nè. Ta ăn nó nghiêng cái máy. Nó đứng sang bàn để nó ngạt cái này thôi. Rồi. Đây. Thấy em không? Thấy. Nhà đang mượn anh lên quay phim nha. Mời cả nhà. Cái bàn kia ngồi đấy được rồi. Mấy bữa nay không ăn rau cải nè, mà ăn salad. Nói chung đồ ăn nhiều lắm mà cái bụng mình có giới hạn, rồi ăn đâu có được nhiều. Rồi cảm ơn anh em. Cúc rồi. Đây là lấy dĩa trái cây nè bà con, nhìn thấy ngon hấp dẫn không? Dĩa hai miếng bánh bò thốt lốt, đường thốt lốt với miếng xôi cẩm. Ăn xong một chút xíu nữa Lan đi tour nha. Rồi trời ơi, nhìn thấy thèm quá. Thôi Lan cúc máy ăn nha bà con, Lan đi tour chơi. Chút xíu đi tour ở trên sông Vĩnh Tế với bên làng Chàm với coi người ta nuôi cá. Đi. Đi trước đi. Rồi đi đi em đi. Anh Liêm không sợ mình té nha bà con, cứ đi quay là không giờ. Không mà té thiệt chứ mấy bé chơi nha. Chui đó. Tên chui á. Ông lầm bầm như bà tát chứ. Rồi.
Rồi, cảm ơn. Hello. Chào anh. Rồi, để em bước lên cái nha. Trời ơi, hai chồng làm chủ tình hình nguyên như chiếc vậy đó hả? Hai chồng làm chủ tình hình nguyên chiếc tàu nha bà con. Hello anh Liêm. Hello anh Liêm. Mới chào cả nhà. Trời ơi, cái chiếc tàu bự gì có hai người đi à. Mà nói cái gì ngủ qua đi đâu cho vui. À, mình đi ở đâu với đâu ta? Kinh Vĩnh Tế với đi ra làng Chài Cá với đi chỗ Trà 100 đúng 100. Đi Kinh Vĩnh Tế trước đi. Ở nó mát. Dạ dạ vậy đi anh. Không sao, đi Kinh Vĩnh Tế trước đi. Rồi mình nó về đi coi. Dạ. Dạ. Đúng rồi, về bè cá sau cái mình vô khách sạn luôn. Dạ dạ, không sao. Ở đâu tiện là được rồi anh. Ở đâu tiện ha, cứ đi đi. Dạ. Rồi bây giờ mình đi thẳng lên Kinh Vĩnh Tế nha. Cái đó là chợ cá của Châu Đốc chắc. Đó, cái đó chợ cá của Châu Đốc phải không anh? Dạ, chợ cá của Châu Đốc nha. Anh nếu mà đóng cái bè mới chắc rồi. Cái bè này từ giá tỷ cho lên tới đâu đi. Nếu mà đẹp chắc có 2 tỷ dữ rồi ha anh á. Đây đâu phải cây đường đâu, cây cầm xe nó đắt rồi. À, cầm xe. Cầm xe nó không có bị mụn. Chứ cho tạm xuống mà 2-3 năm rồi mụn mà đắt rồi. Ờ. Thường thường cái bè như mình xài được bao lâu anh? Lâu chưa? Dạ chục năm không? Được. Dạ. Đủ cái 30 năm luôn. Đi về ở nhà bè được không em? Về nhà đâu rồi? Đang, nếu qua nhà em á là hồi xưa tại chợ nhà bà. Dạ. Mà ông xã em là Cà Mau. Rồi mà tụi em qua Úc lâu rồi. Qua Úc 39 năm, ông xã em hình như 42 năm hay gì rồi. Ảnh đi hồi đó đi Dùng Yên. Em đi Bảo Lãnh. Ba lãnh qua. Cái cầu này bắt lâu chưa anh? Lâu rồi. Anh tên gì vậy? Xe hơi chạy được không anh, hay là chỉ à chỉ xem ra thôi, còn cái cầu trong thì mới đi xe hơi. Cầu này chỉ là đi xem ra thôi, cầu dây nó chạy giống như bên Thái Lan vậy đó. Chạy ghê gớm không? Hồi nãy ngay ngã ba cái anh này quẹo trái vô Kinh Vĩnh Tế nha. Bây giờ mình đi vô giếng Kinh Vĩnh Tế. Rồi mình nhìn ngang qua thì thấy Campuchia tụi người Khmer bà con ranh giới của Miên với Việt nha. Thôi làm tạm ngưng phim tới đây.
hẹn bà con tiếp tục nữa nha, tại phim dài quá mình để lên không được. Xin chào cả nhà, hẹn clip sau, bye bye, nhớ đón coi.